Xin chào toàn thể các bác nhà mình nhé. Bây giờ là buổi chiều, hôm nay lên chia sẻ mấy cái mặt hàng con giống cho toàn thể các bác. Thời tiết bây giờ đang mưa các bác. Với thời tiết như này thì mưa như này cây lan nó rất là thích nước mưa. Và các bác có thể cho cây lan ăn nước mưa theo cái chế độ nó hắt gió vào, nước mưa nó hắt vào rất là tốt các bác nhé. Ăn trực tiếp thì nó phải ăn thuần từ ngày bé thì nó sẽ phát triển theo tự nhiên, còn trong mái che này thì nó có nước mưa nó hắt vào thì không vấn đề gì các bạn, rất là ok. Hôm nay chia sẻ cho các bác nhà mình mới cái mặt hàng, đây là mới cái kỳ vua bầu hạ nhiên các bạn, nhưng mà chưa có giá các bạn, nhưng mà ở đây còn là mấy kỳ nữa. Bây giờ là nãy mới để ý là ở đây có 3 chậu các bác. Đây. Vua bầu hạ nhiên. Kỳ này nhỏ thôi các bác. Như cái dòng này hoa cực kỳ đẹp. Bác nào là ở đây em có 3 chậu này. Chia sẻ cho các bác nhà mình 100.000 một kỳ. Đấy, ở đây này, một mầm gốc này. Đó các bác nhìn kỹ nhé, 100.000. Rất đẹp, hoa của nó cực kỳ phê luôn. Đó. 100.000 một kỳ. Đây, cái chậu số 2 này cũng là 100.000. Đấy. 100.000 các bác nhé. Cái chậu này nó còn có cả một cái kỳ này nữa này. Đấy, nó đang nhú này. Đó. Cái chậu số 3. Chính thức là hôm nay mới để ý các bạn. Đấy, cái chậu số 3. Đây. Cái chậu số 3 này thì mầm gốc nó chưa lên. Nhưng mà nó có một kỳ. Đấy. Nó có một kỳ các bác nhé. Đó, một kỳ rất đẹp. Cũng 100.000 chậu, mầm gốc nó chưa lên. Bây giờ phải cắt cái kỳ xong thì mầm gốc mới lên các bạn. Đó, cái này nó hàng mang tính chất sưu tầm nhé. Em có 3 chậu, 100.000 chậu, bác nào lấy chậu nào lấy nhé. Đó, ở đây thì nó chưa ra giá. Đây cái chậu nái, hoa nó rất đẹp. Cái này là hàng mang tính chất sưu tầm. Cho các bác sưu tầm. Đây. Bông phú thọ nở rất đẹp. Môi đây là phú thọ cổ tiết. Bông rất là tuyết. Rất là tuyết luôn. Ở đây còn là một số chậu hồng xòe nữa. Đấy. Bác nào lấy thì chia sẻ hồng xòe cho các bác là 150.000 hai chậu. Đấy. Bác nào lấy thì cứ báo em chọn cho nhé. 150.000 hai chậu. Đấy, chẳng hạn như cặp này là 150.000. Đấy, 150.000, 150.000. Ở đây còn vài chục chậu nhé. Bông hồng xòe rất là đẹp các bạn. Đấy, 150.000 hai chậu. Bác nào lấy thì em ấy cho. Ở đây thì em hôm qua em cắt mấy kỳ bạch kỳ hoa này. Đấy, mắt ngủ các bác này. Mắt ngủ này là chia sẻ cho bác nhà mình 200.000 một mắt nhé. Đấy, còn kỳ là 1,5 triệu một kỳ. Bạch kỳ hoa rất là đẹp. 1.500.000, mắt ngủ là 200 nhé. Mùa này ươm rất dễ lên các bạn, không lo thối, cắt phát bôi keo cái là để và rêu giữ ẩm là tự nhiên nó lên thôi. Đấy, còn đây là cái khúc chóp ngọn các bạn. Đấy, cái khúc chóp ngọn này thì nó có một kỳ đang nhú này. Đấy, hai kỳ đang nhú này, ba kỳ. Đấy, cái khúc này có 1, 2, 3, 4, 5 mắt các bạn. 5 mắt. Khúc này bác nào lấy 5 mắt này giao lưu chia sẻ kỷ niệm cho bác mình 500. Đấy, chóp ngọn này rất đạt kỳ, 500.000. 5 mắt gọi là chia sẻ yêu thương thôi. Đấy, em vừa về xuống kỳ 2 kỳ cho khách. Rất đẹp. Và ở đây thì có một số chia sẻ cho bác này. Sơn ớt sơn la rất là đẹp. Sơn ớt sơn la này để cho bác mình 900.000 cái chậu sơn ớt sơn la này nhé. Rất yêu thương thôi. Còn hồng phai thì hai chậu này thì chậu này ở đây có một kỳ nhỏ này. Chậu lớn này 500. Kỳ nhỏ này chia sẻ cho bác mình 100.000 nhé. 100k. Đó. Giá rất khỏe nhé. 100.000. Cái này là 500. Chậu này cũng là 500. Rất lực phi phàm luôn.
cho bác sưu tầm vua hồng phai lá mít nhé. Ở đây có vài cái đơn hàng. Đây là một cái chậu hồng phù hoa. Cái chậu này thì rất đẹp, chia sẻ cho bác nhà mình là 450.000, 450.000 nhé. Đấy, cái chậu số 2 này cũng chia sẻ cho bác nhà mình là 700. Cây này lực khỏe đẹp nhé, 700. Còn với cái chậu xin một gốc này nó nhỏ thôi, nhỏ thôi các bạn. Đấy, nhưng mà xin nó ăn mất một gốc này nó lên kỳ. Đây, cái chậu này thì lấy các bác nhà mình ra như 400 nhé. Đấy, chậu số 1 400. Mất mầm gốc rồi, về các bác vật nó ra này sẽ lên kỳ. Chậu số 2 có 1 2 3 4 5 kỳ nhé. Lấy các bác 400. Chậu số 3 400. Đấy, bác nào lấy nhé. Rất yêu thương thôi. Còn đây là chậu đôi mắt Pleiku. Chậu này 1.500.000 các bạn. Rất đẹp, rất yêu thương. Chậu này là 1.200.000 này. Cũng rất yêu thương. Đấy. Còn cái chậu cờ đỏ này. Chậu này rất lực. Chậu cờ đỏ này chia sẻ yêu thương cho bác 2.500.000. Giá là rất êm ái cho các bác sưu tầm 2.500.000. Đấy, bác nào lấy thì báo em. Cái phải này nó cũng đẹp, nới đi nới lại rất nhiều lần đẹp. Đấy, còn cái chậu hoàng khuyên. Hoàng huyên này, cái bông hoa của nó rất là đẹp. Lấy các bác nhà mình là 1.400.000 nhé. 3 kỳ, 1.400.000. Còn người đẹp Bình Dương thì là 200 một chậu, 200 một kỳ. Đó. Và cái chậu mít Văn Sơn này là 100.000. Có hoa, mít cổ bà, rất nổi tiếng. Còn cái chậu hồng Điện Biên này là 300.000 nhé. Hồng Điện Biên 300.000. Đấy, kỳ trên thân luôn. Đấy, còn bác nào mà thích cái kỳ này chia sẻ cho bác nhà mình 50.000. Hồng Điện Biên nhé, 50k một kỳ. Còn hồng sao hỏa này là cũng là 300.000 cho bác sưu tầm. Đấy, rất yêu thương thôi. Còn Bảo Duy chia sẻ cho bác nhà mình là 250.000. Chậu số 1 này rất đẹp. Chậu số 2 này lấy các bác là 300 nhé, cho bác sưu tầm. Đấy, 300. Bác nào lấy thì báo em. Và em xin chào tất cả các bác nhé.